Xin chào anh chị em và các bạn, chào mừng mọi người đã quay lại với trung tâm xe máy Thành Tâm. Thì sau một cái thời gian nghỉ dịch dài thì bây giờ là một cái thời điểm tụi mình bắt đầu lại công việc. Hôm nay thì Thư sẽ tiếp tục cái công việc của mình là giới thiệu một cái số mẫu xe đang hot của trung tâm hiện nay cho mọi người tham khảo. Thì trước mắt Thư hôm nay là một mẫu xe quốc dân, thì mọi người nhìn là đã biết mẫu xe này là xe gì rồi đúng không? Đây là em Vario bản ghép sau nha mọi người. Thì em này là 125c. Thì bây giờ là Thư sẽ mời mọi người đi một vòng tham khảo cái em xe này. Thì tiếp sau đó Thư sẽ tiếp tục nói với một cái số phần hỗ trợ và thay đổi khi sau cái mùa dịch này của trung tâm cho mọi người tham khảo thêm ha. Thì cảm giác của mọi người về cái em xe này như thế nào? Còn theo Thư thì Thư thấy nó rất là đẹp và rất là mới luôn. Thì bây giờ là Thư sẽ nói sâu hơn về những cái phần hỗ trợ của cửa hàng hiện tại cho mọi người tham khảo. Thì bây giờ là đang tiến hành cái chương trình là chốt xe online và giao xe tận nhà cho mọi người. Cái mùa dịch này thì nhiều khi mọi người đi lại rất là khó khăn, cho nên là cửa hàng là tiến hành cho các bạn nhân viên là chốt xe bằng video nè và giao xe tận nhà, song song đó là làm hồ sơ trả góp online cho mọi người luôn. Chỉ cần mọi người cung cấp đủ những cái thông tin thì bên em sẽ tiến hành làm hồ sơ trả góp để cho mọi người nhận xe. Thì cái thủ tục á nó cực kỳ là đơn giản, chỉ cần là chứng minh nhân dân và một cái sim đăng ký chính chủ. Thì các bạn là trên 18 tuổi là có thể sở hữu cho mình một cái mẫu xe ưng ý mà không cần phải tốn quá nhiều công sức, đúng không? Thì bây giờ là mọi người cái thắc mắc chi tiết gì á thì sẽ inbox cho Thư trực tiếp thì Thư sẽ hỗ trợ chi tiết. Còn ở trên video này thì Thư sẽ giới thiệu khái quát để cho mọi người có thể tham khảo hơn thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau ạ.